trời ơi, mày ơi, mày nhìn ảnh này ngầu quá à. À, bé Lộc, tua lại, anh mới quay, anh mới nhìn tao đó. Trời đất ơi, cái cặp mắt Hàn Quốc của tụi bay. Ừ, cái này á, anh mà gỡ mặt nạ răng cái là tao phải xỉu. Trời ơi, anh chỉ vô mặt tụi mình kìa. Anh mới chỉ tao đó. Xỉu nha. Đừng có làm quá nữa mắt. Quá cái gì mà quá. Nè, mày nhìn kỹ đi sao chứ, cái anh này đúng là gu của mày luôn đó. Đúng rồi, bé Lộc nói đúng. Đây, nạnh nùng boy, hero. Tụi mày nghĩ làm sao mà tụi mày bảo người đấy mà lại là gu của tao được? Điên à? Ủa, là không phải gu của mày. Mày không thích ảnh đúng không? Bé Phần à, bây giờ cuộc chiến này chỉ còn hai đứa mình thôi. Không biết là ảnh phù hợp với ai hơn ha? Đương nhiên là hợp với tao nhất rồi. Cái gì vậy? Sao giờ nãy mới nói không thích? Mới thử lòng chúng mày có một xíu thôi ấy, mà chúng mày đã định hớt tay trên của tao luôn rồi đấy à? Cái con hàng này ngon quá mà. Chảy nước miếng này. Chứ gì nữa, giờ nãy mà lem vậy, tụi tao không dành, đứa khác nó dành sao? Làm như kiểu sành sỏi là không bằng ấy. Hai đứa mày không biết là tao đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi đâu. Anh ơi, tha em anh ơi. Anh đừng đi. Anh có thể cho em xin một diễm phúc được nhìn thấy mặt anh một lần không? Anh mà đi là em chết trên coi. Em chết thiệt đó. Không ngờ mặt thiệt của anh lại đẹp trai như vậy á. Người tháo mặt nạ ra làm chi vậy? Anh đẹp trai quá à. Đẹp trai của anh Thái ơi, cho tụi em theo anh với anh Thái ơi. Anh giống như những vì sao sáng trên bầu trời. Anh từ vì sao nào đến vậy? Anh có thể cho em bay tới bên anh không? Sao chọn mũi tới thì đó. Mắt gì khen dữ vậy? Anh kêu tụi em thoại như vậy á. Để nó nói chuyện. Nè. Mới mốt á thấy anh cởi mặt nạ ra cái là khen liền, đòi theo liền chứ để nhắc thì sao? Mấy thằng. Đúng không? Còn em á, mới mốt ví dụ mà em khen á, em khen vậy cũng ok nhưng mà mình phải thả cái hồn thôi, vào thôi, đó. Thôi chút. Bớt giùm cái. Để thả cái hồn vào, mình phải feel lên. Trời ơi, trái tim mình tan nát. Thôi. Sao? Để mày làm ơn mày đừng bao giờ tháo mặt nạ giùm tao một cái được không? Để cho tao. Mày chét gì lên mỏ à? À, này tương ớt. Kiểu máu anh hùng là phải có kiểu quýnh xong là bị đánh mấy đòn nó chảy máu ra nó ngầu kiểu đó nó mới ngon. Nhìn mày giống như mới ăn tiết canh vậy. Ngầu. Thôi. Lo vô ăn cơm đi, ra tập tiếp. Tuần sau là bay rồi đó. Cho cởi lần thôi. Không có được cởi. Cởi lần thôi. Tao nói không là không. Tao cởi ra là. Ê. À, đánh là y bài nãy nha, chứ đánh lộn là thấy mẹ luôn á. Yên tâm. À, đánh tay nào trước nè? Tay phải. Rồi, à, thuộc bài á. Chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bên phải. Né bên trái. Trời ơi, sao mày đánh tay trái? Tao đánh tay phải, tay trái rồi nào? Sao mày đánh tay phải, sao tao né bên trái rồi tao dính? Né bên trái là bên trái của tao, là bên phải của mày. Là tùy theo góc độ người nhìn. Nếu mà tao đánh tay phải của tao, tức là theo cái hướng nhìn của mày á, là phải là né bên tay phải. Còn của bên tao bên tay trái. Hiểu không? Bởi vì khi tao đánh tay phải mày né bên trái á, là bên trái của tao chứ không phải bên trái của mày. Tức bên trái của mày là bên phải của tao. Tại vì đứng là mình đứng, là mình đứng đối diện nhau. Đúng rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thôi lại đi mệt quá. Được. Rồi, tao hiểu rồi, lại đi. Rồi. 3 2 1 bên phải. Cho. Ôi. Ôi. Ôi.
Trời ơi, máu thiệt không? Phải tôi ngớt nữa mày ơi. Mày né kêu gì vậy? Ủa tao né bên phải đúng không mà. Ôi, tao tưởng mày không nhớ nên tao đánh theo cái lối suy nghĩ của mày. Tức là bên phải của tao là bên phải của mày luôn. Tao đánh bên phải, mày phải né bên trái. Nó lại mày, tao hiểu chậm nhưng mà tao hiểu rồi. Ôi, giờ đánh theo suy nghĩ của tao, suy nghĩ của mày nè. Theo bài. Là theo bài nãy giờ tập. Rồi, rồi, được chưa? Rồi, lại nè. Tập trung. Chọn. Bình tĩnh, mạnh mẽ lên. Chọn. Muốn thành công không? Gán lên. Nè. Chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bên phải. Cái gì hả Mơn? Sao mày không né? Sao mày đánh tao? Trời ơi, đánh theo bài, hồi nãy mình tập mấy bài đâu phải đâm cái xong ba. Ôi, trái phải lên gối xuống chỏ tùm lum cho mà. Trời ơi, tập nghiêm túc lên đi. Tao đang tự mãn với cái né của tao. Thôi lại nè, chuẩn bị. 3, 2, 1. Bên phải nè, bên trái nè, sập xuống nè. Rồi nè, đá nè. Ê, đá là chân nào? Chân nào? Chân nào? Ê, sao chân trỏ đâu? Đau, nhẹ thôi. Thôi tự lăn luôn đi. Lăn giùm ý. Tao cũng thấy mày có cố gắng đó. Cứ tiếp tục phát huy vậy đi. Tao nghĩ vài ngày nữa ông Sa Chi gặp cảnh này xong là chỉ có nước rụng trứng với mày thôi. Được mày. Mày muốn tập thêm không? Hay là thêm vài bài nữa đi. Thôi mày quýnh tao chưa đã hay gì. Ê mà tao nghĩ tao cần có cái điểm nhấn gì đó giống như kiểu siêu anh hùng á. Nó nhấn nhấn người ta nhớ hoài. Ý mày là slogan hả? À đúng rồi, slogan á. Có câu nào mà hay mà điểm nhấn không? Khó. Người thực thi công lý. Người thực thi công lý. Hay. Hay. Nè em gái, thật tình cờ khi gặp em ở đây, em có thể cho anh xin số điện thoại rồi mình cùng nhau đi xem phim, ăn kem. Ê, đó nó làm gì vậy? Con nó ghẹo gái trắng trợn. Phá lấu nữa em thích không? Hả? Trời ơi, nhìn vô chứ gì mà làm như vậy ngầu như vậy, chắc giống Hàn Quốc. Vâng, còn mày đặt cô gái. Nè. Ê, Hàn kìa. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trêu ghẹo con gái người ta, không biết nhục hả? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Rồi. Trái. Phải. Phải chứ không phải học xuống. Phải. Học xuống nào. Bẻ tay, bẻ tay. Ồ, đúng. Đá. Hay quá anh ơi. Nhìn em ơi. Cứu em. Ngươi là ai? Tại sao tao phải nói cho mày biết tao là ai? Người phải nói. Vì lý do gì? Quên rồi. Người phải nói tên ngươi. Không phải là để cho ngươi ngầu, mà tại tao muốn biết vậy thôi. Bộ ngươi sợ tao trả thù gì mà không dám nói. Slogan. Nhớ. Không. Nói cho mày biết, tao là người thực thi công quả. Còn lấy lý. Người thực thi công lý. Đúng rồi. Người đổi xong. Người thực thi công lý. Người thực thi công lý à? Ôi, nghe cái tên là đã thấy sợ rồi. Anh ơi, đứng lại cho em xin info. Anh đâu rồi, anh đâu? Anh đi nhanh quá mày ơi. Ôi là trời, đang định chạy lại ôm luôn á. Đi lên lớp đi, tao có chụp nhiều hình ảnh lắm á. Trời ơi, trời ơi, tao muốn hiểu hả? Ôi, bình thường á, nhìn ảnh ở trên clip với hình không mà. Nay gặp ở ngoài, ôi, đồ ngon, xịn phái lắm luôn á. Nhưng mà mày đừng có mơ nữa, tại ảnh thuộc về tao rồi. Vậy, cái gì là của mày? Ông bị điên hả? Ảo, mày mới ảo đó. Hồi nãy mày không thấy cái lúc mà trước khi anh bỏ đi, đá mắt với tao một cái hả?
Xin lỗi mẹ, hồi nãy á anh đá mắt tao nè, xong rồi mày đứng kế bên mày hưởng ké. Sao nói không biết quê. Xin lỗi mày, bộ con mình mày đứng kế tao hả? Con sai chi nên chị. Để tao. Sa chi? Sa chi? Làm gì vậy? Tự nhiên đâu nhìn đâu đâu ngoài kia chị ạ? Kiểu này là tương tư ảnh rồi đúng không? À, ghiền vào. Hình như cái gì mày thích ảnh rồi hả? Thích luôn. Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ai thích ai vậy? Trời ơi, con Sa Chi nó yêu anh Siêu Anh Hùng rồi. Nó muốn cưới luôn, đẻ luôn rồi đó mấy bà. Có thằng đó luôn hả? Thôi kệ. Đây, nếu như mày đã thích ảnh như vậy rồi thì tao với lại bé Lọt nhường. Ừ. Nhường á? Ừ. Đúng rồi, đừng có ngại. Mày nhìn tụi tao đi, kiểu như tụi tao rất là dễ có người yêu luôn. Bây giờ chỉ cần có đứa nó chịu tỏ tình thôi là tụi tao đồng ý liền, là có bầu liền. Chứ không phải cái dòng như mày 3-4 năm trời cứ đóng người xếp hàng mà lựa chọn không chọn được ai, cuối cùng cũng không có người yêu. Bây giờ mày đã chọn đối tượng của mày rồi thì mày phải biết nắm bắt. Và hai đứa tao, những người bạn tốt, sẽ nhường cho mày. Giới nói thẳng với mày luôn là Siêu Anh Hùng không phải là gu của tụi tao. Trời ơi, mày thấy trên phim không? Tự nhiên đang gì? Hạnh phúc muốn chết luôn, tự nhiên có người gặp nạn. À, trời ơi, anh bay đi mất tiêu. Trời ơi, mà chưa kể ngụy biện để đi ngoại tình. Đúng. Trời ơi, nó ghê muốn chết, ai thèm. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ có mình tao thích anh ấy chứ anh có thích tao đâu. Sao mà không thích? Mày vừa đẹp vừa giỏi, không lẽ không thích mày mà đi thích nhỏ vừa mập vừa ngu như con Phịnh. Trời ơi, tao nói mày nè, mày mà càng nghiệp với tao á là mặt mày á nó mụn mụn mỏi ra nổi lên vậy nè. Vừa mày đi nghiệp riết à. Ê mà nhắc mới nhớ, Sa Chi, mày có cái gì xài hết mụn không? Tao nhớ hồi trước á có lúc mày cũng từng bị mụn đúng không? Sao giờ da mặt mày đẹp quá vậy? Đây này bạn yêu nè, xài treo người mụn để cô ma này đi, hiệu quả lắm á. Cái này chuyên trị mụn với lại trị hết các vết thâm sẹo sau mụn luôn á. Hồi xưa mặt tao đầy mụn luôn nhưng mà xài cái này xong giờ da láng o. Trời, này tao biết nè, Dercuma phiên bản mới. Dercuma này á là mấy bạn teen đang sử dụng nhiều lắm. Biết sao không? Tại vì có công nghệ nano siêu siêu nhỏ là giúp cho làn da của mày á là hồi phục nhanh với lại không còn bị mụn nữa. Ê mà cái này dễ mua không mày? Ôi, đầy ở ngoài nhà thuốc á. Khi nào mà muốn xài cứ ra nhà thuốc mà mua. Đây. Cảm ơn nha. Thôi, thế giờ hai bạn yêu có giúp mình tỏ tình không? Ủa? Đơn giản mà, thì giờ mày nhắn tin cho ảnh đi, rồi coi anh trả lời lại sao? Mày tào lao, tụi mình mà biết Facebook ảnh để mà nhắn tin á, có nghĩa là tất cả những đứa con gái khác trong trường nó cũng biết. Tới lúc đó ảnh nổ inbox, rồi trường nào mới check nó tin nhắn của tụi mình. Cái này á, là phải gặp trực tiếp. Thế, giờ làm sao để gặp được trực tiếp? Đơn giản, ổng là ai? Ổng là Siêu Anh Hùng đúng không? Chỉ cần có người gặp nạn thì ổng sẽ xuất hiện thôi. Tao hiểu rồi, bây giờ tao sẽ ngồi đây cầu nguyện để cho hả Sa Chi bị đập tơi bời rồi có gì ảnh tới anh. Đập của cái mặt mày á thì có, nó ngu không chịu đâu. Rồi bây giờ mày ngồi đây mày cầu nguyện rồi chừng nào nó mới bị đập. Mày, lại mày nữa. Không, ý là tao có cách. Bây giờ nha, tụi mình sẽ thuê người đóng giả làm những cái bọn dây sờm đón đường mày để sàm sỡ mày. Tới đó tao sẽ xuất hiện đánh tụi bay để cứu Sa Chi. Mày sẽ xà vào lòng ảnh, cảm ơn ảnh rồi thổ lộ với ảnh là em yêu anh. Sa Chi sẽ nói với tao như vậy. Lo mà tập trung nhớ đòn đánh đi kìa. Yên tâm, tụi bay phải nhẹ tay tao nha mày. Được rồi. Lỡ đâu anh ấy tưởng tụi dây sờm là thật, xong rồi anh đánh người ta thật thì sao? Trời ơi, cái này dễ ẹc hả? Thì cái lúc mà ảnh xuất hiện á, mình kêu tụi nó giả bộ sợ quá rồi bỏ chạy luôn. Hợp lý. Nhưng mà nhớ ai đóng giả bây giờ? Này thì dễ mà. Tao có mấy đứa bạn xịn lắm.
tao lo được. Thì mời mày nhớ kêu bạn nào mà đẹp trai coi tao sáu múi rồi nha, để có gì nếu mà được được thì tao tới với bạn luôn. Rồi sao nói có nhiều mối lắm mà. Thì kể tao. Ủa. Ê, mà mày tính khi nào bắt đầu đây? Chiều nay. Ê, đợi đây đi. Mày á, bớt vui lại, tí nữa tụi nó tới á, là phải giả bộ sợ, hiểu không? Biết rồi. Được chưa? Ủa, ngàn mốt. Cái nữa. Ủa, ngàn mốt. Đúng rồi, đúng rồi. Gãn gãn nha, gần gần 5 ngàn rồi. Gì vậy, quá vậy? Mày cái ai? Mệt quá. Quậy không rồi, ông sắp phát chữ lực rồi đó. Đang tập ngon rồi trời. Trời ơi, bây giờ anh Dục đừng có ị nữa. Ai? Ai là gì? Gái, gái á. Gái đâu? Rồi. Phải nhận cái này nha. Ừ. Đọc anh hai. Này giờ không phải gái của này rồi, gái của này qua tay anh hết rồi. Phải không? Mấy bữa thấy mấy bà già không tập không à? Thì mấy bà cũng qua tay anh luôn rồi. Chà, đủ. Nè nè mấy em. Ê, hình như tụi nó á. Giả bộ sợ nha. Nè mấy cô em. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà dấp phải đá mà hoàng phải cơ bắp của anh vậy. Được thôi, cái gì vậy trời, cái gì mà giả chân vậy kia, không có sợ miếng nào luôn á. Nè, anh, thoại đi, nhìn mặt đẹp trai nè, lùi xuống mày. Anh tôi không muốn thoại. Thoại lại cho nó nghe anh. Được, nếu cô em muốn sợ, anh sẽ làm cho cô em không những sợ mà còn sướng nữa. Nào, hãy đi vào khách sạn với anh, em sẽ sung sướng tuyệt độ. Trời ơi, bắt bòi quá. Rồi cái gì mà đi khách sạn nữa, phải làm ở đây hiểu không? Nó còn ngầu nhanh luôn anh hai. Wow. Cô em thiệt là bạo. Nhưng mà xin lỗi nha, anh không có hứng thú với em, mà chỉ có hứng thú với cô bạn của em mà thôi. Anh đi tới chưa? Chưa. Rồi mấy ông nội này nữa, làm cái gì đi chứ, tự nhiên đứng thoại thoại hoài, rồi chừng nào mới tới. Được, muốn anh làm cái gì? Được, giới thiệu cho mấy bé biết, đôi bao tay này đã kinh qua biết bao nhiêu cơ thể của người phụ nữ. Nè, làm gì vậy? Làm vậy rồi ai sợ? Trời đất ơi, làm vậy ai sợ? Có biết dơ sợ không? Dơ sợ mà người ta sắn tới, người ta nhào vô ôm tôi, xong rồi lấy cái tay bóp nít tôi. Nè, ví dụ vậy nè, đó bóp nít tôi. Mày ghê quá, nó cắn. Sao em sợ quá. Được. Nếu mà mày muốn thì tụi tao chiều. Qua giữ nó lại. Ờ. Mày bảnh hả mày? Rồi, để ca làm gì làm đi. Đó, ít ra cũng phải như vậy. Bây giờ là bắt đầu thấy có cảm giác hơi sợ sợ rồi đó. Tất nhiên. Nhưng mà nói cho mày nghe, tao biết là mày không có kiềm chế được trước sắc đẹp của tao. Mà cái khúc này á là tập trung vô con này, cho nên là mày thả tao ra rồi hai đứa này bắt con này, hiểu không? Anh nói cho em nghe, em là bà nội của anh hả? Anh phải nghe những gì mà em dặn hả? Ủa chứ không nghe tôi nghe ai chứ, con Phình nó dặn mấy người sao? Con Phình nào? Con Phình là cái con mình thuê mấy người tới đây đóng giả làm dơ sợ nè. À, đóng giả? Trời ơi. Ê, cản thằng này. Chết rồi, ông quạo rồi, ông quạo rồi. Mẹ, mấy đứa hay coi thường anh rồi đó. Mấy anh, mấy anh là dê thiệt hả? Đúng, anh hẳn gì gì điều đó, anh đạt huy chương gì điều đó. Mấy con Phình đâu? Trời ơi, biết sợ hả? Mẹ bạn, sao mẹ bạn. Liếm lắm, liếm lắm. Chưa nghĩ tới không? Cô ơi không? Ra đi. Ủa, là sao? Gì vậy trời? Mới tới trễ có một xíu mà đi thuê người khác. Trời ơi là trời, chơi như vậy á, ai mà chơi lợi. Mà bà thấy không? Chơi chắc bền ha. Bớt bền rồi đó. Thôi đi về mấy má ơi. Về gì mà về, tôi không có về. Bà nghĩ sao vậy, từ trưa tới giờ á tôi tập võ xong rồi tôi chuẩn bị đủ thứ hết trơn á, giờ bà kêu về, giờ là về sao? Sao là về? Ủa bà tập chắc tôi không tập hả? Bà tập gì vậy? Trời đất ơi. Ê, mà bà phải trả tiền cho hai tôi đó nha. Hồi nãy tôi đi thẩm mỹ viện, tôi đắp mặt nạ nè, với lại tôi make up xương xương mà thấy không. Ê, bộ đồ này á tôi cũng mướn á, tốn tiền như lắm đó nha, bà trả tiền cho hai tôi đó nha. Ờ, nhờ ơn hai bà. Kề làm đẹp cho giữ vô, mấy cái lồng lộn cho giữ vô. Đó tới trễ rồi đó. Mới làm để gì tôi đợi nha. Bà nói làm sao?
Mấy cấp lòng lộn cho dữ vô hả? Bà nhìn lại bà đi, bà quên hai cái má hồng rồi. Trời đất ơi, tự nhiên quá hờ. Ủa chứ không tự nhiên? Tự nhiên đánh má hồng hả? Ủa, rồi tự nhiên hai má đứng đây cãi lộn đi trời. Thôi đi về mấy má ơi, đi về đắp mặt nạ, đi. Tức đi, quá trời đi. Ơi, là trời ơi, đi. Còn vào lớp kem nền của em đi nào. Bà đó. Phương đâu ta? Sao nó kêu đám nào lại vậy? Mấy cái thằng đổi chiến thuật thì không báo gì hết. Sa Chi, anh đến với em đây. Đừng có đụng vào tôi, la lên bây giờ á. La đi, coi có ai tới cứu không? Có cứu chứ sao không cứu. Anh kìa, anh tới rồi. Nghiêng. Ba đứa tụi bay ban ngày ban mặt mà đi dê gái người ta, không biết nhục hả? Mày là đứa nào? Hả? Khúc này chưa có hỏi, đánh xong mới hỏi, quên hả? Thì ra là muốn động tay động chân luôn đúng không? Không cần nhiều lời đúng không? Phan cực bổng, Phan thật. Ê, quên, nói nghe nè. Ví dụ mà có phan thoại á, thì phải báo trước, bàn trước, anh em mình chạy nó mới mượt chứ giờ bị lũng là không được. Đó, ok chơi luôn. Được. Nếu tụi mày muốn biết thì tao sẽ nói cho tụi mày biết. Hãy gọi tao là người thực thi công lý. Hay quá anh ơi. Dễ vậy. Đúng như giả bộ ngầu ngầu làm dạng như siêu nhân rồi á, đeo mặt nạ áo tràng rồi á. Trời ơi, mấy anh trẻ trâu này thiệt á. Cái gì? Hey. Hợp cái quay. Có câu nào nói cho nó nâng tao lên chút. Mày nói câu đó tao hơi quê. Cố nâng mình lên chứ bạn. Anh ơi, đánh nó đi, nói gì vậy? Bây giờ tao hỏi tụi mày có thả hai cô bé này ra hay không? Không thả rồi sao? Muốn làm gì nhau? Tao cho tụi mày 3 giây để suy nghĩ. Nếu không thì đừng chết. Một. Trời. Quay. Gì quay. Nữa? Tao chưa đếm mà. Trời ơi. Đánh mà đếm. Thôi, nhẹ thôi. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi nhẹ. Hả? Nè, xíu chuyện người lớn nha, khu hồ biến nghe chưa? Xin lỗi. Thằng này thấy chuyện, bất bình không thể nào đứng im được. Chị ơi, nằm xuống. Không thấy thằng Phương nó thay đổi chiến thuật. Chỉ đám ăn xôi để cho Sa Chi nó thương cảm mình ta. Trời, đánh tao đi. Tao không sợ đau đâu. Nhẹ thôi, làm gì quýnh mạnh vậy? Tôi quýnh phải mạnh chứ. Từ, con phải đây chút. Phương gọi. Mày quýnh mạnh ghê. Nghe Phương. Alo, tao có việc tới trễ xíu nha. Ủa mày tới làm chi nữa, có mấy thằng em ở đây rồi. Nó diễn tốt lắm. Hả, nó quýnh thiệt á, mày về nói lại nó chứ quýnh thiệt quá đau. Cái gì, em nào? Ủa tụi nó ở đây hết mà. Có em nào tên Phương không? Phương nào? Ôi, cướp máy đi, có gì nhắn máy bà ông bà già tao một tí. Vậy nha. Ừ. Tím hả? Ê! Mày! Nữa nào? Kỳ đà cái mũi thôi. Tao tưởng nó che mặt đồ kia giấu tên tuổi xuyên hồn gì. À, mày đặt che mụn. Xuyên hồn mặt mụn kìa. Hả à, sao? Hả? À? Sao cô em, nói cô em nghe. Hay là em về với tụi anh đi. Chứ hay là muốn đấy chứ nó mặt hổng cố hả? Không có được đụng tới Sa Chi gì tao chơi hết á. Tao chấp tốn đứa bay luôn á. Chấp ba thôi sao bốn gì? Mày bên nào? Bên anh. Qua đây. Ừ, qua. Tao chấp ba đứa bay luôn á, rồi sao? Hả? Lên! Đi theo! Công an đi! Công an đâu? Công an tới các bạn ơi! Ủa vậy hả? Đi.
yeah. A black bee. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Em là hội tụ của vi tinh túy, em tỏa sáng hơn cả sao trời. Em hợp túi tiền không lo kinh phí, em là công sức thế hệ bao đời. Anh không thuộc lệ chỉ là thói quen, nhưng em tuyệt vời thì em chắc chắn. Em giúp cuộc đời không còn tối đen, là vì nụ cười của em bắt nắng. Ngồi chờ đợi dưới gốc cây đa và mong hàng Nga sẽ không chơi cội. Em lột xác như là nắng thay da và khiến các huynh đều phải mê muội. Cứ ngồi chờ là em đi mất, không nhanh chân là sẽ không kịp đâu. Em là người mà anh yêu duy nhất, là những giai điệu là từng nhịp flow. Em có phải tên là hip hop hay em tên là melody? Thấy tên em ở trên TikTok, có được em là dấu đi. Giờ làm sao em yêu dấu nhỉ? Cứ giấu em ở trong đó thì không yêu em thật là ấu trĩ. Và có được em mà không có gì. Nghe anh nói linh tinh lang tang, chắc em nghĩ là anh bị khùng. Đừng có tưởng là anh không dám, thật ra là do anh bị nhục. Nhắn gửi đến người anh thầm thương, đi cu ma và kêu ngừa mụn. Anh không muốn bị đem ra hầm xương, nên nghe theo em cho em vừa bụng. Okay. Em là siêu công nghệ nano, siêu công nghệ nano, siêu công nghệ nano, giảm một viên mà không ngừa sẹo. Em là siêu công nghệ nano, siêu công nghệ nano, siêu công nghệ nano, giảm một viên mà không ngừa sẹo. Kháng viêm có lúc mà thấm ngừa sẹo, thẩm thấu tái tạo da lành tính an toàn vừa khéo. Sản phẩm thiên nhiên có bán tại các hiệu thuốc, thử ngay không phải lý thuyết nhưng mà đỉnh vậy ai mà chịu được. Yeah. Em còn trẻ, em tự do, em chưa phải trông con. Em đi chơi, em ăn và em ngao du khắp Sài Gòn. Ăn đồ nóng, em nhăn mặt đêm nay lại ngủ không ngon. Đầu em xoay vòng tròn, vì cục mụn cục kết nhà thò. Nghe bạn bè giới thiệu, nên hôm nay quyết định đi thử nè. Quá nhiều thứ để lo, công việc, gia đình, học hành, thi cử. Nào là do thay đổi tiết tấu, nào là do ô nhiễm môi trường. Tao cứ phải nóng tính gây gỗ, rồi làm đau lòng những người mình thương. Ai không muốn đẹp trai đẹp gái, ai không muốn mịn màng mềm mại, ai không muốn da sáng đều màu, không ai muốn bụng thăm sẹo xấu. Quá khứ kia để xin bao xấu, khi gặp nhau tự tính chào nhau. Vì cô ma những điều kỳ lạ và không biết tin thì tin vào đâu. Hello tất cả mọi người, đã từ rất lâu rồi chúng ta mới quay trở lại với nhãn hàng Dicuma gel ngừa mụn. Dicuma phiên bản mới với tinh chất ngời nano, thẩm thấu nhanh hơn, bổ sung tinh chất rau má Pháp giúp sẹp mụn nhanh hơn, ngừa thâm sẹo, an toàn lành tính và đặc biệt phù hợp với tất cả các loại da. Học đêm, đi đường nhiều bụi rồi ăn nhiều đồ nóng nè sẽ làm cho các bạn nổi rất là nhiều mụn đó. Đặc biệt là đối với các bạn đang trong độ tuổi dậy thì mụn rất dễ xuất hiện và trở nặng nếu không có biện pháp can thiệp. Nhưng đừng lo, đã có Dicuma sạch mụn hết thâm sẹo, cho nên các bạn hãy tự tin lên nhé. Chăm sóc da nhưng mà các bạn cũng nhớ tuân thủ 5K để phòng chống dịch nhé các bạn ơi. Và nếu mà các bạn muốn mua những cái sản phẩm dành cho da mụn Dicuma như thế này thì các bạn cũng có thể mua ở các tiệm thuốc gần nhà này, hoặc là các bạn lên trên website chính hãng của Dicuma là decuma.vn, hoặc các bạn cũng có thể mua hàng trên các trang thương mại điện tử những cái gian hàng của Dicuma chính hãng nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập sau. Bye bye. Nha. Nhớ like và subscribe cho Pháp TV nhé. Bye. Thái bị đau lưng, tôi bị cũng đau lưng mà hôm nay chưa có phát cơ. Thái bị phát cơ, lưng đau quá chịu nổi. Hôm nay tôi có nhỏ mọi người, nhỏ học Việt Nam, lai sinh lờ 3 năm một cái lai thôi. Học biết mà dạy cho mấy cái tuổi lớp 1 mà. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trêu ghẹo con gái người ta, không biết nhục hả? Anh Hùng cứu mỹ nhân à? Ôi! Trời!
Tao nói cho mày biết, tao là người thực thi công quả. Người thực thi công lý. Đúng rồi. Là cái mà chúng mày chọn mặt đều màu, không ai muốn bụng thăm sẹo xấu. Quá khứ kia để xin đào sâu, khi gặp nhau tự tính chào nhau. Đi cô ma những điều kỳ lạ và không biết tin thì tin vào đâu. Nó không có sống mũi mọi người, nó không có sống mũi. Nó tẹt lét à. Nó không có sống mũi nên nhìn nó hề giống con heo. Chứ thật sự nếu mình nói ra, nếu mình so dễ đẹp trai thì dở ra là đẹp trai liền. Bà đeo không? Bà đeo nó mới che đi cái sự đẹp trai. Chứ không là xịn lắm. Mình nhớ ủng hộ trên mình nha, nhớ làm subscribe nha. Yeah.